Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Video này mình sẽ tìm hiểu và phân tích kỹ năng của một môn phái mới vừa xuất hiện tại game Võ Lâm Triều Cựu Bài tại cái server Trung Quốc. Đó chính là môn phái Trảm Liệt. Và trên màn hình của anh em đây chính là cái tạo hình của môn phái Trảm Liệt, một môn phái hệ hỏa nha anh em ơi, với cái độ khó thao tác kỹ năng được đánh giá là 4 sao anh em ạ. À. Đây là kiểu hình nữ loli, mình sẽ cho anh em xem về kiểu hình nam tiêu chuẩn nó sẽ như thế này. Đó, nhìn nam tiêu chuẩn cũng khá là ngầu và cái bộ trang bị môn phái thì nhìn nó cũng chất cực kỳ đúng không anh em ạ? À? À, bây giờ mình sẽ trở lại nhân vật nữ loli và sẽ di chuyển vào game để chúng ta tìm hiểu về bộ kỹ năng của môn phái này nó có đủ bá đạo để đủ áp chế lại với những môn phái hiện tại đang rất là nổi trội ví dụ như là đường môn thức tỉnh, côn lôn thức tỉnh hoặc là tàn kiếm trảm nhạc hay không anh em ạ. À. Rồi, chuyển về kiểu hình nữ loli. Wow, anh em thấy hiệu ứng quá là tuyệt vời đúng không à? Bây giờ mình sẽ di chuyển vào game nha Rồi, trảm liệt một môn phái vừa gia nhập vào hội chị em hệ hỏa anh em ơi Và đây chỉ là cái bản test nha anh em nên nó chỉ mở một số server ở bên trung thôi Và cái phiên bản này là chỉ mới test thôi nha anh em ơi, chưa có ra bản chính thức nha Không biết là sau khi ra bản chính thức nó có chỉnh sửa thêm cái gì hay không về bộ kỹ năng sơ bộ, sau khi mình tìm hiểu sơ bộ thì mình thấy bộ kỹ năng này hoàn toàn có thể xưng bá tại game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile trong cái phiên bản hiện tại luôn nha anh em ạ, à. hoàn toàn có thể xưng bá luôn nha. Và tại sao mình nói như vậy thì anh em hãy cùng mình à, tìm hiểu về chi tiết thuộc tính nó sẽ như thế nào. À, có lẽ mình sẽ biểu diễn cho anh em xem những cái kỹ năng này sơ sơ trước rồi mình sẽ vào chi tiết nha anh em ơi. Đầu tiên cái kỹ năng số 1 nó dạng giống như chiêu lướt nó tích lũy số lần sử dụng 3 lần nha anh em ạ, à. đây. Cái chiêu số 2 là mình đánh giống như kiểu chiêu uh, uh, cái chiêu của tàn kiếm thức tỉnh đó nè Đánh đao vòng tròn đó, cũng khá là uy lực nha Và cái chiêu số 3 của nó thì nó sẽ nộ từ trên xuống Đó, một cái phạm vi xung quanh bản thân Và chiêu cuối là một dạng búp to lên Đó, giống như bá đao vậy đó, nhưng mà hiệu quả của nó thì khá là ghê gớm nhưng có lẽ anh em thấy thời gian delay của chiêu cuối khá dài đúng không? thật ra cái chiêu cuối này thời gian delay của nó tới 70 giây nhưng mà do có biết kiếp sơ nó giảm được 10 giây đó anh em ạ. À. rồi thôi không dài dòng nữa giới thiệu sơ sơ cho anh em biết vậy thôi. giờ bây giờ mình sẽ vào tìm hiểu chi tiết đây. chiêu đầu tiên đó là cái đòn đánh thường à, trảm liệt thì nó sử dụng vũ khí là đoạn đao anh em ạ. À. đoạn đao là cây đao có cán dài ha. cái giống như kiểu như quan vũ gì đó. chiêu đầu tiên có tên gọi là trảm liệt đào pháp chiêu này nó là cái đòn đánh thường đao pháp cơ bản nó sẽ tấn công mục tiêu phạm vi nhỏ trước mặt về cái khoảng cách của nó chỉ có 2.5m thôi về hiệu quả của nó sẽ gây ra 110% tấn công cơ bản cộng 198 điểm sát thương hệ hỏa ha mình sẽ đánh cái đòn đánh thường cho anh em xem đây đó mình sẽ đánh 4 thức cho anh em xem trọn vẹn 4 thức nha 1, 2, 3, 4 đó đánh tốc độ khá là nhanh nha anh em, nó chém cực kỳ nhanh luôn á, con này được cộng tốc độ lên rất là nhiều. Mặc dù là môn phái cận chiến nhưng mà tốc độ đánh của nó cực kỳ lẹ anh em ạ. À. Đây. Wow, rất là nhanh nha anh em ơi, dùng đam khá là hiệu quả. Đây nè. Ô, uh, chém kìa, lia lịa lia luôn. Đấy anh em thấy không? Tốc độ cực kỳ nhanh. Đó là đòn đánh thường có tên gọi là Trảm Liệt Đao Pháp. Kỹ năng thứ hai có tên gọi đó là Đao Trấn Tứ Hải à không, Đao Trấn Tứ Hải là cái chiêu uh, đây đúng rồi, chiêu này đau trấn tứ hải nha anh em à, Chiêu này đau trấn tứ hải Chiêu này nó sẽ là cái đoàn tấn công cận chiến Nó sẽ xoay down để gây nhiều sát thương cho những kẻ địch xung quanh Về cái khoảng cách của nó là 3.5m Về cái giãn cách à, thời gian hồi chiêu nó là 10 giây Và hiệu quả nó sẽ gây ra 815% tấn công cơ bản Cộng 1467 điểm sát thương hệ hỏa chiêu này thì anh em đứng vào cận chiến cái địch chúng ta đánh ha chiêu hai đây nè đây nè chiêu này đánh đây đó giãn cách 10 giây chiêu này thì đôi lúc mình đánh mình nó nó có cái bị gọi là xóa thời gian chờ nên mà nhưng mà trong hiệu quả bí kíp thì mình không thấy hiệu quả đó để mình đánh thử xem cho anh em xem đây xóa nè anh em à hình như là kết thúc mục tiêu nó xóa thì phải đây nè đó Wow, số thời gian chờ nha anh em Nhưng mà trong hiệu quả bí kíp thì mình dịch không ra Cái này không biết nó có ghi thiếu hay không Nhưng mà anh em thấy là có tỷ lệ số thời gian chờ Giống như là một số môn phá như tàn kiếm Cái chiêu đoạn triều đó anh em ạ à. Rồi, tiếp theo Chúng ta tìm hiểu về kỹ năng thứ ba Chiêu này có tên gọi là lưu tinh cản nguyệt Cản ở đây là cản không có g nha anh em Cản không phải là cản phá mà là cản cái gì đó Lưu tinh cản nguyệt Chiêu này có tác dụng là tấn công cận chiến, nó sẽ lao tới cái địch ngay lập tức và gây sát thương phạm vi rộng kèm theo hiệu quả tê liệt và định thân nha. Về cái khoảng cách thi triển của nó khá là dài, được tới 7.5m là giãn cách thi triển chỉ có 6 giây thôi. Và cái hiệu quả sát thương gây ra là gì? Nó sẽ gây ra 663% tấn công cơ bản cộng 1.432 điểm sát thương hay hỏa. Có 80% tỷ lệ gây tê liệt không chấm 4 giây. Ủa sao tê liệt à không, à, 80% nó gây ra cái hiệu quả tê liệt và định thân trong khoảng thời gian là 0.4 giây luôn anh em ạ. À. Và số lần tích lũy sử dụng của nó được tối đa là 3 lần. Wow, chiêu này thì nó có hiệu quả định thân tê liệt và khá là ít ngắn thôi không dài, nhưng mà nó cũng có hiệu quả khống chế cho anh em. Đó. Kiểu kiểu lướt như vậy, cầm đa mà lướt ha. Đó là một cái chiêu gọi là lưu tinh cản nguyệt. Cái chiêu thứ tư chiêu này có tên gọi là cuồng long quy uyên cuồng long quy uyên có nghĩa là con rồng rơi xuống vực anh em anh à, gì con rồng à, à, rồng điên rơi xuống vực quy 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 uyên ở đây nó dịch là rơi xuống vực anh em <laughs> hiệu quả của chiêu này là gì tấn công cận chiến kéo cái địch trong khu vực nhỏ về phía bản thân của mình à, và sẽ gây sát thương kèm theo cái hiệu quả tê liệt và định thân ha về cái khoảng cách chiều này cũng khá là dài nha anh em tới 7 mét lần nè về giãn cách thi triển là 20 giây và hiệu quả nó sẽ gây 707% tấn công cơ bản Còn cộng 1272 điểm sát thương hệ hỏa và nó có 100% tỷ lệ tê liệt và 1.46 giây định thân luôn ha một có vừa cược vừa cả tê liệt định thân kéo mục tiêu à, và các mục tiêu xung quanh về phía mình chiều này giống như chiêu hút nữa ta giống như kiểu gom lính lại anh em ạ đây nó có định thân Ở đây thì không thấy được cái hiệu quả kéo lại anh em ạ Đây chúng ta không nhìn rõ được cái hiệu quả kéo lại Mình đánh lại chiêu 2 Chiêu 2 không kết thúc mục tiêu Nó không tái lập nè anh em ạ Để mình thử lại cái um, Chiêu 3 Không, chúng ta không thấy được hiệu quả kéo lại Nhưng mà chiêu 3 kết hợp với một cái bí kíp cao nữa Thì nó sẽ có hiệu quả khác Nhưng mà do ạc mình không có bí kíp cao Nên anh em không không thấy được cái này Mình sẽ thử lại chiêu 2 khi kết thúc mục tiêu của nó có tái lập không nha Ờ, không tái lập anh em ạ à. Nó hên xui hay sao đó à, Thôi chúng ta sẽ tìm hiểu đến kỹ năng tiếp theo Một kỹ năng bị động Kỹ năng này có tên gọi là trạm liệt tâm pháp à, Một cái chiêu hỗ trợ bị động à, Nội công cơ bản của một phái trạm liệt Và nó sẽ cải thiện khả năng chiến đấu cơ bản ha Hiệu quả của chiêu này nó sẽ tăng Vĩnh viễn 88% tấn công cơ bản 60% sinh lực cơ bản 80 điểm tốc độ di chuyển 80% né tránh cơ bản Và 300 điểm tỷ lệ kháng bị thương Nha anh em tiếp theo là cái chiều 3x đây chiều này sẽ tạo một cái điểm nhấn khá mạnh cho môn phái này chiều này có tên gọi là nghịch chuyển càng khôn nghịch chuyển càng khôn hiệu quả của chiều này là gì xó hiệu ứng thuộc tính và hiệu quả tiêu cực đồng thời cái sát thương nhận được trong một khoảng thời gian nó sẽ chuyển hóa thành hồi phục sinh lực Wow tuyệt vời hơn em mình thấy chiêu này khá là ổn áp nha về cái cự ly thi triển là ba m giãn cách thi triển tới bảy mươi giây khá là dài nha anh em nhưng mà yên tâm lên bí kíp sơ thì còn sáu mươi giây nhưng mà vẫn là rất dài nhưng mà anh em coi cái hiệu quả nó có đáng với cái thời gian này không nha um, chiêu này hiệu quả là gì Chiêu này được sử dụng trong hầu hết các trường hợp bị khống chế, có nghĩa là anh em bị định thân bị tê liệt đông băng gì đó sử dụng được hết giống như công binh giáo hoặc con thiên tâm đó anh em ạ. À. Mình sử dụng cái chiêu cuối là trong hầu hết tất tất cả các trạng thái bị khống chế ha. Và trong thời gian hiệu quả của kỹ năng thì sát thương nhận được sẽ chuyển hóa thành hồi phục sinh lực và nó sẽ uh, duy trì trong 6 giây. Có nghĩa cái chiêu này khi anh em bật lên thì tất cả những đòn đánh của người khác vào bản thân của mình thì sẽ chuyển hóa thành sinh lực hết cho anh em. Có nghĩa là khi anh em bật chiêu này lên thì chúng ta sẽ gọi là bất tử trong 6 giây. Có nghĩa là mình vẫn đánh được đối thủ, à, vẫn nhận sát thương, vẫn đánh được đối thủ nhưng mà không bị mất máu nha anh em. Mà ngược lại nó sẽ càng hồi phục máu cho anh em khi chúng ta bật cái chiêu này lên là chúng ta sẽ có 6 giây. Nhưng mà nói chung thì giãn cách cũng khá là dài ha, tới tận 60 giây. Do đó chiêu này phải được sử dụng một cách hiệu quả khi chúng ta tuột sinh lực nha anh em ơi. Rồi mình bật chiêu này lên cho anh em coi nè. Đó, bùm lên một cái. Thì lúc này những đoàn sát thương nhận vào mình sẽ không bị mất máu. Nhưng mà mình lại ngược lại mình sẽ chuyển hóa sát thương đó thành sinh lực cho bản thân. Chiêu này mình thấy là khá ổn áp đó anh em à. Tuyệt vời đó. Rồi tiếp theo mình sẽ tìm hiểu một cái kỹ năng 4X. Chiêu này có tên gọi là Dũng Võ Ý. Dũng Võ Ý. Một chiêu hỗ trợ bị động. Sử dụng kỹ năng thì sẽ cộng dồn tốc đánh sinh lực cơ bản và tấn công cơ bản. Hiệu quả cụ thể là nó sẽ tăng cho chúng ta 18 điểm tốc độ đánh, 10% sinh lực cơ bản và 30% tấn công cơ bản uh, trong 5 giây và cộng dồn tối đa 5 lần. Như vậy tối đa chúng ta sẽ cộng dồn được tới 5 lần. 5 x 18 anh tính cũng gần 100 điểm tốc đánh đó anh em ạ. À. Uh, khoảng 5, 10 phần, 50% sinh lực cơ bản và 150% tấn công cơ bản khá nhiều ha. Và khi chúng ta sử dụng kỹ năng thì mới được nha. Kỹ năng ở đây thì mình sẽ một hai 2, này, 3, 4, 5, tính ra được 5 luôn đó anh em ạ, à. đây, nó sẽ cộng cho anh em tốc đánh lên rất là nhiều, mình vô thuộc tính coi nha Đây, điểm tốc đánh lên nè anh em ơi, lên khá là nhiều luôn á, bởi vậy con này tốc đánh rất là nhiều, nó dùng đam khá mạnh Kỹ năng tiếp theo gọi là cao cấp đào pháp, đây là cái kỹ năng hỗ trợ bị động môn phái nào cũng có rồi hiệu quả là gì? Nó sẽ tăng cái sát thương cho cái chiêu uh, trảm liệt đao pháp. Thì nó sẽ tăng cụ thể là 60% tấn công cơ bản cộng 107 điểm sát thương hồi hỏa ha. Mình sẽ tìm hiểu về kỹ năng 6X anh em ạ. À. Kỹ năng 6X này nó có tên gọi là hãm trận đọt kỳ. Tên nó nghe hơi lạ, hãm trận đọt kỳ anh em ạ. À. Đây là một cái chiêu hỗ trợ bị động sẽ cải thiện khả năng kháng hút sinh lực và bỏ qua kháng tính cuối. Wow, Kháng hút sinh lực thì anh em biết là cái hiệu quả hút sinh nó sẽ mạnh vào các môn phái hệ mộc. Hệ mộc sẽ được trang bị hút sinh rất là nhiều anh em ạ. À. Và cái hút sinh gần như là cái thuộc tính rất quan trọng của các môn phái hệ mộc nha. Mà bây giờ con này nó kháng hút tới 22% là kinh khủng khiếp cỡ nào nha anh em. Gần như là bây giờ cái hiệu quả này nó đưa ra giống như kiểu dùng để áp chế lại với con đường môn thất tỉnh luôn đó anh em ạ. À. Và ở đây nó sẽ có thêm 15% bỏ qua kháng tính cuối. Cái kháng tính cuối này thì nó sẽ áp chế ngược lại với những môn phái hệ kim. Wow, một kỹ năng 6X mà mình đánh giá rất tuyệt vời của môn phái trạm liệt này. 22% kháng học sinh nha anh em ơi, chỉ số rất là cao. Tiếp theo là cái chiêu 7X. Để coi hiệu quả chiêu 7X là gì đây? Hiệu quả chiêu 7X này thì nó sẽ giống minh giáo, giống thiên tâm, kiểu kiểu như vậy đó anh em ạ. À. Chiêu này nó có tên gọi là trúc phận bất cải à, dịch dịch ra cái nghĩa giống như kiểu là đốt tre không thay đổi anh em trúc phận bất cải không biết là khi về bên phía VNG họ sẽ dịch ra cái gì tại vì cái cái bốn từ này nó có nhiều nghĩa lắm anh em ạ nên mình chọn cái cái nghĩa là trúc phận bất cải là nó gần nhất Chiều này nó sẽ hỗ trợ bị động có xác suất xóa thời gian hồi chiều của chiều nghịch chuyển càng khôn chính là cái chiêu 3x nha anh em ơi cái chiêu giúp anh em chuyển hóa sát thương thành hồi phục sinh lực đó rồi xóa thời gian hồi chiêu của chiêu này còn gì nữa không rồi chấm hết ha sẽ có 90% tỷ lệ kích hoạt xóa thời gian hồi chiêu của chiêu nghịch chuyển càng khôn và giãn cách là 30 giây như vậy là trong một cuộc giao tranh anh em sẽ có hai lần được hồi phục máu nha một lần chúng ta búp chủ động cái chiều à, nghịch chuyển càng khôn đó hồi máu lên quýnh tiếp tục sau đó xuất cái 7 ít lên thì chúng ta sẽ lại tiếp tục bật cái chiều lên nữa Chiêu này anh em phải bật chủ động nha anh em ơi à, để coi xem là cái tỷ lệ sinh lực của nó dưới bao nhiêu phần trăm dưới 30% phần trăm nó sẽ xuất hiện nha anh em dưới 30% phần trăm do đó cái chiêu này cái chiêu mà chiêu 7 ít á anh em nên bk ở dạng tầm 50% phần trăm máu anh em bật chiêu 7 ít là được rồi đừng để dưới nữa nha anh em ơi rồi sau đó chúng ta bk chúng ta chờ lên 7 ít thì lúc đó là nó bật lên cái nữa là quá đẹp ha tiếp theo là hiệu quả của chiêu 8X. Phú quân sái tướng. Phú quân sái tướng. À, dịch ra một số bản dịch nó sẽ có là phú quân sát tướng em ạ. Phú quân sát tướng. Thôi mình dịch từ sái tướng đi ha. Sái tướng nghe nó nhẹ nhẹ xíu. Sát tướng nghe nó hơi 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 bạo lực tí. Hiệu quả của chiêu này là hỗ trợ bị động, cải thiện toàn diện khả năng chiến đấu. Cụ thể là gì đây? Sẽ tăng vĩnh viễn 43% tấn công cơ bản, 100% sinh lực cơ bản, 56% né tránh cơ bản, 25 điểm tốc độ đánh, 25 điểm tỷ lệ tê liệt và 250 điểm thời gian kháng bị thương. À, 250 điểm tỷ lệ tê liệt cho anh em đọc nhầm. Rồi, chiều này không có gì để nói. Tiếp theo là cái chiều 9x nè. 9x có gì đây? Gọi là võ thần tại thế. Võ thần tại thế võ thần tại thế mình dịch ra cái cái nghĩa văn bản anh em nó gọi là gì ta thần chiến tranh còn sống <laughs> hỗ trợ bị động mất càng ít máu thì sát thương ra ra càng cao mất càng nhiều máu thì sát thương nhận vào càng ít nghĩa là sao anh em mình lấy ví dụ như hiện tại nhân vật mình đang full 100% phần trăm máu thì cái lượng sát thương mình gây ra nó sẽ được cộng thêm cái gì đây cụ thể cho anh em xem nào sát thương gây ra tăng theo tỷ lệ sinh lực hiện tại nhân cho 45%. Bây giờ lấy tính trường hợp anh em đang đầy 100% máu thì cái sát thương gây ra của anh em sẽ được tăng thêm 45% đó. À, ví dụ như anh em một đoạn đánh chúng ta có 100k sát thương. Bây giờ chúng ta đang ở trạng thái đầy máu thì anh em sẽ nhân thêm 45% của 100k nữa có nghĩa là anh em sẽ có 145k sát thương trong một tuần đánh kiểu kiểu như vậy ha rồi và chúng ta sẽ kháng sát thương tăng theo tỷ lệ sinh lực bị mất nhân 60% Ví dụ như anh em có 100k máu đi 100k sinh lực à, Anh em mất hết 90k Thì anh em còn 10k Đó anh em còn 10k Thì cái tỷ lệ sinh lực bị mất là chúng ta mất hết 90% Thì anh em sẽ lấy cái khoản sinh lực đó anh em cho anh em nhân 60% Cái này nó hơi nói vậy nó hơi lằn nhằng xíu ha Nói chung là lượng sinh lực mất càng nhiều thì anh em sẽ càng trâu Đại lộ là như vậy Rồi Uh, cơ bản là chúng ta đã tìm hiểu về 12 kỹ năng của môn phái Trảm Liệt. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về bí kíp nha anh em. Hiện tại thì uh, phiên bản này thì mình không có sôi được bí kíp cho anh em coi rồi. Bí kíp thì hơi khó sôi một chút. Uh, có uh, một anh em cũng có gửi hình ảnh bí kíp cho cho mình. Bây giờ thì mình sẽ mượn cái bí kíp mình đang có và mình sẽ đọc những cái thuộc tính bí kíp cho anh em xem ha. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái bí kíp cao của cái chiêu uh, thứ nhất là cái chiêu Đao trấn tứ hải đây Đau trấn tứ hải là chiêu này anh em ạ à. Rồi mừng quá chiêu này mình cũng lên được 19 trên 20 điểm rồi ha Thì cái chiêu đau trấn tứ hải này Nó có tác dụng gì đây Hiệu quả Tăng sát thương bạo kích của cái chiêu đao trấn tứ hải Tăng tấn công cơ bản Của chiêu đao trấn tứ hải Và nó sẽ Gây ra Thêm cái hiệu quả tê liệt Nữa anh em ạ à. Rồi mình sẽ dịch chi tiết cho anh em đây. À đây rồi, đây nó có cái tỷ lệ xóa thời gian chờ của kỹ năng nè anh em. Cái này lúc nãy mình dịch thiếu, hàng chi mình thấy nó lại có khả năng tái lập. Hiệu quả cụ thể của kỹ năng này ở cấp 20 nó sẽ cho anh em cái hiệu quả là gì đây? Tăng 60% sát thương bạo kích, tăng 72% tấn công cơ bản cho cái kỹ năng này và nó có 100% Tỷ lệ gây tê liệt trong 2 giây và có 40% tái lập thời gian chờ kỹ năng này. À, cái chiêu đau trấn tứ hải là cái chiêu này nè anh em ạ Đây, chiêu này nó sẽ có 40% tỷ lệ tái lập thời gian chờ nha Cũng khá là ngon đó anh em ơi Đây, lúc nãy mình dịch thì mình lại dịch sót cái uh, phần này Rồi, nói chung kỹ năng bí kiếp này thì cũng không có gì đặc biệt Quan trọng là có phần tái lập để cho anh em có tỷ lệ tạo thêm sát thương thôi Ai may mắn thì mình tái lập được, mình gây sát thương nhiều hơn Bí kiếp thứ hai là bí kiếp lưu tinh cản nguyệt rồi bí kíp này thì hiện tại mình chưa lên được bí kíp cao nên anh em chịu khó nhìn cái này đỡ nha. Mình sẽ đọc hiệu quả bí kíp cao cho anh em xem. Bí kíp lưu tinh cản nguyệt hiệu quả. Sau khi sử dụng lưu tinh cản nguyệt, bản thân sẽ được giải trừ và miễn dịch với các hiệu quả thuộc tính tiêu cực trong một khoảng thời gian ngắn. Chuyển một phần sát thương của lưu tinh cản nguyệt thành hồi phục sinh lực và giảm kháng tất cả và giảm triệt tiêu sát thương cuối của cái địch. Tính ra chiêu này ngon anh em ạ. À. À, nó giống như chiêu lướt của con Hoa Sơn đó anh em. Anh em lướt anh em sẽ được à, giải trừ luôn. Mình giải trừ và miễn dịch với các hiệu quả tiêu cực luôn nha. Cực kỳ ngon đó. Rồi nó sẽ chuyển một phần sát thương thành hồi phục sinh lực nữa. Wow, tuyệt vời hơn anh em ơi. Chuyển sát thương thành hồi sinh lực mà anh em có 3 lần để chuyển hóa. Nó còn lợi hơn nữa giống như kiểu con cung lôn mà anh em có chiêu kéo là cái chiêu một á, nó cũng chuyển hóa sát thương. Tiêu giao thì chiêu số 3 cũng là chiêu chuyển hóa sát thương. Đó. Thì à, À, anh em thấy là cái này nó cũng khá là hỗ trợ để con này hồi máu nè, cực kỳ ngon Về hiệu quả thuộc tính chi tiết thì nó sẽ như thế nào đây à, Nó sẽ giúp xó và miễn dịch với các thuộc tính và hiệu quả tiêu cực kéo dài trong 2 giây nha Mỗi lần chúng ta lướt chúng ta sẽ có được cái hiệu quả duy trì này trong 2 giây 30% sát thương được chuyển đổi thành hồi phục sinh lực nha anh em, ngon chưa giảm 106% kháng tất cả cơ bản và 10% triệt tiêu sát thương cuối và nó kéo dài trong 6 giây luôn anh em ạ. À. Cái 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 hiệu quả mà giảm kháng với uh, giảm triệt tiêu là kéo dài trong 6 giây nha anh em ơi. Wow, tuyệt vời, khá là ngon. Một kỹ năng mình đánh giá kỹ năng phòng thủ khá ổn của một phái trảm liệt này anh em ạ. À. Kỹ năng đầu tiên. Lưu tinh cản Nguyệt. Chúng ta sẽ tìm hiểu về bí kíp cao thứ ba à, có tên gọi là cuồng long quy uyên. Đây cái chiêu này đây cuồng long quy uyên hiệu quả là nó sẽ hồi phục một lượng nhỏ sinh lực sau khi chúng ta sử dụng cái cuồng long quy uyên giảm thời gian hồi chiêu của cuồng long quy uyên nữa rồi ha đó là hiệu quả của chiêu này và nó còn một cái hiệu quả nữa anh em đợi mình xíu một cái hiệu quả nữa là trong cái thời gian chúng ta sử dụng chiêu này chúng ta sẽ tạo ra một cái lá trắng à, chặn sát thương anh em ạ. À. Bây giờ mình sẽ tìm cái thuộc tính chi tiết của nó là gì đây Sử dụng cái cuồng long quy quyên thì mình sẽ hồi phục được 5% sinh lực 5% sinh lực mình không biết 5 phần, chắc là 5% sinh lực tối đa đó anh em Giảm thời gian chờ của cuồng long quy quyên xuống 5 giây Rồi nó sẽ tạo ra một cái lá trắng bằng 20% giới hạn sinh lực hiện tại Cái sinh lực hiện tại là giới hạn sinh lực hiện tại có nghĩa là sinh lực cao nhất của anh em đó anh em ạ à kiểu giống như anh em có một, một triệu máu thì anh em sẽ có khoảng 200 k cái lá trắng bằng 200 k máu kiểu kiểu như vậy Ủa tính ra chiêu này cũng ngon ta chiêu này giống như kiểu mình mở combat mình lao vào kẻ địch cái mình tạo lá trắng lên anh em đó kiểu kiểu như vậy ha Anh à, này thì là do mình chưa có hiệu quả bí kíp cao nên mình không thấy được cái hiệu quả của lá trắng nó sẽ như thế nào nha anh em ơi không biết được thì uh, đợi uh, gán nâng bí kíp cao lên để để xem hiệu quả nhưng mà chưa chưa nâng được anh em ạ. À. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái quyển bí kíp còn lại đó chính là cái chiêu nghịch chuyển càng khôn. Đây, quyển bí kíp này nãy mình đã cố gắng nâng quyển này từ sơ lên được cao để cho anh em xem cái hiệu quả của bí kíp này nó sẽ như thế nào. Hiệu quả của bí kíp này là giảm thời gian hồi chiêu của chiêu nghịch chuyển càng khôn, rồi tăng sát thương cuối uh, của cái chiêu nghịch chuyển càng khôn ha sau khi sử dụng nghịch chuyển càng khôn Giảm thời gian hồi chiêu của chiêu lưu tinh cản nguyệt anh em ạ. À. Lưu tinh cản nguyệt là cái chiêu lướt nha anh em. Hiệu quả cụ thể như thế nào? Giảm thời gian hồi chiêu của chiêu nghịch chuyển càng khôn xuống 10 giây. Như vậy thời gian hồi chiêu của chiêu này là từ 70 giây, bây giờ chúng ta còn 60 giây. Tăng 20% sát thương cuối. Trong thời gian chúng ta sử dụng cái chiêu này chúng ta sẽ được tăng 20% sát thương cuối nữa anh em ạ. À. Wow, búp lên giống như mình vừa trâu vừa đam nữa. Chiêu này quá lợi hại luôn. Rồi, à, và một cái nữa gì? Lưu tinh cản nguyện chúng ta sẽ được giảm thời gian khi anh em nâng full nước kiếp này thì mình sẽ giảm được 3 giây nha anh em, 3 giây. Tính ra chiêu này bật lên cái là mình, thứ nhất là mình không không bị tuột máu rồi, thứ hai được tăng sát thương cuối nữa. Cũng khá ổn đó anh em ơi, khá ổn đó. Bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu về hai quyển tuyệt học của môn phái trạm liệt. Đây chính là quyển tuyệt học đầu tiên quyển này có tên gọi đó là nghịch chuyển càng khôn. Nghịch chuyển càng khôn nha anh em. À không vậy. À đúng rồi, nghịch chuyển càng khôn. Hiệu quả của tuyệt học này là gì? Sau khi sử dụng nghịch chuyển càng khôn, trong một thời gian nhất định á, thì mình sử dụng các cái kỹ năng khác á, anh em. Những cái kỹ năng còn lại á, thì chúng ta sẽ có thể bỏ qua trạng thái bất khả chiến bại. Hiểu đơn giản là gì? Anh em bật cái chiêu cuối này lên anh em bật cái chiêu cuối này lên thì anh em sử dụng ba cái kỹ năng còn lại đây là chiêu um, chiêu, chiêu chiêu này là chiêu gì ta à, lưu tinh cản nguyệt chiêu này là cái chiêu uh, đau trấn tứ hải và chiêu này là chiêu cuồng long quy uyên thì anh em sử dụng ba kỹ năng này thì mình sẽ bỏ qua cái trạng thái quần thể kim Cang của mấy môn phái hệ kim ví dụ như thiên vương rồi bá đao rồi tặng kiếm đó đó khi anh em bật cái này lên em mới mới nhận được hiệu quả này nha và cái hiệu quả này nó sẽ kéo dài trong 6 giây nha anh em ơi như vậy khả năng xuyên quần chúng ta là phải có từ tuyệt học mới có được và hiệu quả của nó là 6 giây kéo dài 6 giây quyển tuyệt học thứ hai nó sẽ có tên gọi là cuồng long quy uyên hiệu quả sau khi sau khi khiên của cái chiêu cuồng long quy uyên kết thúc nó sẽ gây sát thương dựa trên giá trị sinh lực tối đa hết khiên nổ đam nó giống như chiêu nào anh em nhỉ giống như là cái thuẫn của ông võ đang uh, võ đang thức tỉnh anh em hết khiên nổ đam Bá đao cũng dạng là búp bự lên xíu nổ đam anh em một cái con này nó like tèo le hột me hết trơn luôn hiệu quả là sát thương sẽ bằng 30% mươi giới hạn sinh lực tối đa bản thân một sát thương cũng khá là cao nha 30% trăm giới hạn sinh lực tối đa bản thân tính ra là con này anh em đi cái đường gì ta sinh lực càng nhiều càng tốt anh em ạ à. con này hệ hỏa mà anh em phải chơi cái đường sinh lực rồi như vậy là mình cũng vừa tìm hiểu xong về bộ kỹ năng của môn phái trảm liệt nha anh em ơi. À, nhìn chung mình đánh giá môn phái này thì nó cũng thuộc dạng gọi là cơ động. Có khả năng miễn dịch khống chế. Miễn dịch khống chế nó sẽ dựa vào chiêu 1. Rồi chiêu cuối là chúng ta sẽ được miễn dịch khống chế. À không, nói chính xác hơn là chiêu 1 sẽ giúp anh em miễn dịch khống chế. Chiêu cuối là giúp anh em sử dụng trong quá trình chúng ta bị khống chế thôi. À, khả năng tạo sát thương của chiêu này... của môn phái này cũng có nha tốc đánh rất lẹ tốc đánh cực kỳ nhanh tạo sát thương diện rộng đó rồi khả năng hồi phục cũng có nha anh em ơi chúng ta có chiêu một là sẽ chuyển hóa sát thương thành hồi phục sinh lực nè ha chiêu một hồi máu chiêu 3 sẽ hồi năm phần trăm sinh lực tối đa và chiêu 4 thì chuyển hóa toàn bộ sát thương thành hồi phục sinh lực luôn toàn bộ sát thương luôn anh em ạ à. và kéo dài 6 giây rồi à, một môn phái mình nghĩ là cực kỳ ổn áp trong phiên bản này Nhiều anh em nói hay hỏa cận chiến thì chúng ta chê đúng không Nhưng bây giờ anh em thấy hiện tại bên server trung hôm nay là ngày test thứ hai rồi Và anh em thấy là hiện tại người ta chơi trảm liệt cũng khá là nhiều Đường môn đã vắng bóng Hình như đường môn vắng bóng rồi nha anh em Đây trảm liệt đang được ưa chuộng khá là nhiều bên server này nhưng nói chung hiện tại cũng chỉ là phiên bản test thôi, chúng ta cũng chưa biết được điều gì, biết đâu sau khi phiên bản chính thức ra mắt thì nó được chỉnh sửa lại cái gì đó thì sao đúng không ạ? Nhưng mà mình thấy một phái này có thể có ổn áp đó anh mà mình có thể gọi là tung hành được trong cái server. Nhưng mà chiêu này mình nghĩ giảm xuống thời gian hồi chiêu tầm 50 giây thôi chứ 60 giây thật sự là quá dài anh em ơi, quá dài nha. Những server mới thì mình nghĩ là chắc không đợi nổi nó hồi chiêu đâu. Mình nghĩ server cũ thì có thể câu kéo để chờ hồi chiêu và chúng ta tiếp tục trở lại giao tranh. Và dạ thôi, video cũng khá là dài rồi anh em ơi. À, mình sẽ dừng video tại đây nha. Cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báo để theo dõi hết cái video này. Và nếu như anh em quan tâm đến những vấn đề của game Võ Lâm Truyền Kiều Mobile và anh em muốn cập nhật những thông tin mới nhất thì anh em hãy đăng ký kênh của mình nha anh em ơi. À, để mình có thêm động lực để tìm hiểu và ra nhiều cái video hơn cho anh em xem nha. À, bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.